anh sẽ ưu tiên cho em, đặc biệt là phụ nữ Bình Dương ưu tiên hết. Em muốn hát bài gì? À, thôi nãy giờ em với anh hát trích đoạn, giờ mình hát trích đoạn tiếp theo đi ha. À. Em thấy cái trích đoạn này cũng dễ thương nè. Rồi. Mà cũng quen thuộc nữa. À. À, trích đoạn được mang tên Lệnh Truy Nã, sáng tác Tân Minh. Dạ, mời cả nhà cùng thưởng thức ạ. Kìa, Thùy Tiên, mẹ, mẹ có sao không em? Trời ơi, ông đừng gọi tôi bằng âm thanh chiều mến đó nữa. Quà tình yêu đuổi bằng bàn tay mẹ. Ông đúng là một tên tương cướp giết người. Thùy Tiên, em nói gì mà, anh không hiểu. Ông đã chà đạp lên tình yêu trống trắng của đời tôi. Ông đã lừa dối tôi. Thùy Tiên, và hãy giữ chiếc nhẫn hộp tròn 11 đô. Nên nhớ rằng tôi ông mới ông càng chạy trói quanh co thì càng lộ rõ chân tướng một kẻ gian manh, một con người xảo trá. Vì khi đó mặt cùng ông tôi đã đủ chân lý một quan tòa thẩm vấn tên tội phạm. Thì tình đã lờ duyên tơ ngờ ngang, tôi như một giấc chim bao ái non mòn biển càng, gì đâu lòng ta mang nặng nỗi sầu, gì đâu nên nổi đổi thương ra thù. Tôi đã lầm tình nên trao trọn tình đầu, nếu đủ sức mạnh tôi giết ông. Thùy Tiên, mặt đất muôn quay bầu trời như nghiêng đổ, ta những thay thác công hồ đang giấc chờ phiêu lãng. Thùy Tiên à, tại sao em không nghe anh nói chứ? Anh yêu em mà, anh đi chặt tay mẹ của em sao? Thùy Tiên, em hãy tin anh, em hãy tin anh. Trời ơi, ông ơi thì ông ơi đừng nói chi đẹp cho đất đoàn tôi tơ lòng. Và lần gặp gỡ hôm nay là lần gặp gỡ sau cùng. Kể từ hôm nay tôi với ông đã hết. Đừng em khổ thầm quan cửu đã ngăn. Thùy Tiên, tôi không muốn nghe ông nói lời nào nữa. Ông hãy đi đi, ông hãy đi đi. Thùy Tiên, Thùy Tiên ơi, em hãy nghe anh nói. Thùy Tiên ơi, anh như cánh nén trao nghiêng lần xuống phương Nam tránh cơn tuyết giá, mà em là ánh nắng ban mai, là cội cành xanh. Cho chim nhỏ cô đơn có nơi xây tổ ấm, thì em ơi chớ vội ra đi, biến thành cơn bão cuốn xoay đời anh vào cơn gió giang hồ.
tên tội phạm thì đây anh sẵn sàng chết trước mặt của em. Cuộc đời anh lận đận lao đao, dối mắt nhìn đời lạnh lùng ác cảm. Tình yêu của em như giọt nước cành dương kỳ diệu, tươi mát lòng anh phơi phơi tình hồng. Trời ơi, lời đường mật nghe đầy tóc lòng già chui. Tức thù ông ba lận kinh khi tôi đã lận tin một kẻ yêu hèn nghe cay đắng muốn tê. Thủy Tiên ơi, lời kết án của em như ngàn dao nhọn, anh giả rời như kẻ bị phanh thây. Không, anh không hèn như suy nghĩ của em đâu. Anh vô tội thì làm sao anh nhận tội chứ. Một kiếp gió sương nửa đời, ngang dọc khoe nước dọc trời, chưa từng rung sợ trước hiểm nguy. Em không tin anh sao em, lòng anh chân thật. Anh không muốn em hiểu lầm để rồi tan vỡ tình ta. Tiên ơi còn gì đau đớn xót xa, nhìn em rưng rưng lệ anh trào xuôi căm hờn. Thủy Tiên, thôi thế từ đây mình chính tiên chốn giặc ân tình trong hận quan tiền. Thủy Tiên, em nghe anh nói không xin em đi. Thủy Tiên, Thủy Tiên. Dạ hết rồi ạ. Trời ơi sao vậy? Hết hả? Cảm ơn đại gia đình. Dạ. Gia đình rất nhiều đã dành những câu. Cảm ơn tràng pháo tay, cảm ơn những cành bông thân thương của bà con cô bác rất nhiều. Theo lời yêu cầu của anh trai Điền Trung thì sẽ mời một giọng hát. Ok, một giọng hát ngọt ngào dễ thương duyên dáng. Giọng hát truyền cảm cao vút, đó là nữ nghệ sĩ ưu tú Thu Dân.